Đó. Khóa của nó nha mọi người ơi. Khóa bướm nha. Đó, đinh hiêu khóa bướm cho em đằng sau nguyên chuyện nè. Rất là đẹp luôn. Con này bữa trước em bán 1,1 triệu. Bữa nay em xả xuống còn 880 nha. Đó, ai lấy nhanh đi. Chuẩn hàng Thụy Sĩ rất là ok luôn nha mọi người ơi. Rồi em lên một con đinh hiêu nha. Đinh hiêu mấy Thụy Sĩ chuẩn V8 dập hiệu cho em luôn. Rất là đẹp luôn nha. Dây đờ mi như thế này, cọc số là la mã mặn trắng, góc lịch lọc cho em. Nhìn rất là khôn cái đồng hồ nha. Đó, đằng sau khóa nè.